Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức ZP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của bài số 1, hai đường thẳng vuông góc. Hôm nay thầy sẽ sửa các em 3 bài tập đầu tiên, bài 1, bài 2, bài 3. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Trong quá trình sửa bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ hình và tìm cái hướng giải quyết của những câu hỏi. Bài 1 như sau. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi ABCD cả nhà. Chúng ta dừng lại đây cái này chúng ta hiểu. Cái chỗ này, này đáy là hình thoi này, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông thì chúng ta đều biểu diễn hình gì các em? Là hình bình hành bất kỳ nghe các em. Các em lưu ý để thấy đó. Hình thoi cả nhà. Cho biệt SA bằng A nhân với căn bậc 2 của 3. SA vuông góc với AB, SA vuông góc với AD và SA vuông góc với AD. Tính góc giữa SB và CD, SD và CB. Thì bây giờ chúng ta vẽ hình trước. Trước hết chúng ta vẽ một hình bình hành bất kỳ các em này. Đây, đây là hình thoi. Thì để mô tả hình thoi thì các em ghi cả cạnh bằng nhau và hai cái đường chéo nó vuông góc em ạ. Hai đường chéo nó vuông góc các em phải biết. Phải thể hiện được các em. Thôi thầy cũng vẽ góc vuông của hai đường chéo AC và BD. Sau đó các em vẽ thế này, SA vuông góc với AB, SA vuông góc với AD á. Thì từ điểm A này các em dừng cho thầy một cái đường nó song song với cái lề giấy nghe. Nhớ đường này là thẳng đứng, nó song song với cái đường kẻ đứng đó. Các em nhớ thầy. Trên cái đường này các em lấy một điểm S. Lấy cao lên một tí hoặc thấp xuống một tí thì tùy các em lựa chọn cái điểm S này. Nhưng mà nhớ phải nằm trên cái đường thẳng này này. Nó song song với cái lề giấy đó của các em. Sau đó các em nối lại thôi. Bây giờ người ta hỏi những câu gì thì chúng ta phải nhớ cái giả thiết cái này. SA bằng A căn 3 thì ghi đây rồi này. SA vuông góc với AB, SA vuông góc với AD là chúng ta phải thể hiện nó vào cái này. Thể hiện nó lại. SA vuông góc với AB, SA vuông góc với AD này. Và hình thoi này thì có hai đường chéo này nó vuông góc với nhau. Như vậy là thầy thể hiện trong toàn bộ giả thiết rồi là các em nhá. Các em nhìn vào là các em biết. Và các em phải làm như vậy. Chứ cái đề một nơi cái hình một nẻo mà các em không ghi vào thì một cái lỗi của các em đó là các em không phát hiện được điều nào là giả thiết. Cho nên trong người nhiều không gian từ nay trở đi là bắt đầu tính toán thì các em phải thể hiện tất cả rành rẽ. Bây giờ chúng ta đọc câu hỏi tiếp là tính góc giữa SB và CD. Góc giữa SB và CD. Góc giữa đường này với đường này các em này. Thế thì bây giờ chúng ta tìm cách nào để chúng ta xác định góc. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian mà chéo nhau thì chúng ta lấy một điểm bất kỳ và chúng ta đi vẽ hai cái đường thẳng lần lượt song song với chúng. Thì góc tạo bởi hai đường thẳng khi chúng ta vẽ đó là góc tạo bởi hai đường thẳng bằng góc tạo bởi hai đường thẳng ban đầu. Thế thì ở đây các em nhìn vào các em thấy trong hình là có chưa? Các em nhìn vào hình thấy chưa có chưa các em? Các em để ý cho thêm một tí. SB này, CD này, vì hình thoi, cho nên CD thế nào các em nhỉ? Nó song song với BA, đúng không? À, song song BA. Vì góc giữa SB và CD chính là góc giữa đường thẳng AB và SB. Nhưng mà nếu như hai đường thẳng này nó tạo thành một góc nhọn, thì chúng ta khẳng định ngay là góc SBA. Mà chưa tạo thành góc nhọn thì chúng ta chưa khẳng định góc cái nhọn SBA được. Thì bây giờ các em thấy cái tam giác SBA là tam giác vuông thầy A đấy các em này. Nó vuông thầy A đấy. Cho nên cái buộc cái góc SBA là góc nhọn. Về góc giữa hai đường thẳng này. Hai đường thẳng này. Đường thẳng
BS và BA chính là cái góc nhọn SBA đấy các em này. Mà tính góc nhọn SBA thì quá dễ. Đó bởi vì tam trục vuông chúng ta có cạnh góc vuông và cạnh góc vuông thứ hai. Thì muốn tính góc này thì chúng ta dùng công thức nào các em? Đổi trên kê thì bằng tan alpha. Bây giờ chúng ta tính được. Thì bây giờ chúng ta tính. Đầu tiên chúng ta xác định góc giữa SB và CD. SB và CD này. Đó, thành đặt chấm hỏi cho các em. Ta có CD thì vuông góc với AB. Cho nên suy ra góc giữa SB và CD thì nó bằng góc giữa SB và AB. Trong trường hợp này chúng ta xác định cái góc ABS là góc nhọn rồi. Cho nên chúng ta viết ngay góc đó là góc bằng góc SBA. Chúng ta giải thích một tí. Vì sao góc này là nhọn? Đây là góc nhọn vì do tam giác SAB vuông TA. Còn nếu những mai chưa xác định được thì các em không được viết biểu thức này vào. Các em lưu ý thấy điều đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi tính. Xác định xong rồi chúng ta tính. Tính thì quá dễ. Tính góc SBA. Sẽ tam giác SBA có SA mà vuông góc với AB các em này. SA vuông góc AB. Thì suy ra cái tam giác SAB nó vuông TA. Mà tam giác SAB vuông TA thì sao các em? Thì chúng ta biết hai cạnh thì chúng ta dùng hàm tan để chúng ta tính góc giữa chúng. Bằng SA trên AB. Tan của góc bằng đổi trên kề. À, đổi trên kề rồi các em. Đổi trên kề. Đổi là bằng A căn 3, kề là A. Như vậy là bằng căn bậc 2 của 3. Mà tan một góc bằng căn bậc 2 của 3 thì góc đó bằng mấy độ các em nhỉ? Bằng 60 độ. À, thầy xoay hình cho không gian để các em quan sát tí này. Cho nó chạy tốc độ cao hơn tí. Nghiêng xuống thì các em thấy đẩy hình thoi đấy các em này. Em thấy đẩy hình thoi chưa? Đó, đẩy hình thoi đó. Em thấy đẩy hình thoi này. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà khi trong hình, vẽ trong hình biểu diễn thì chúng ta thấy nó không còn hình thoi nữa đâu các em. Không còn hình thoi nữa. Mà nó là hình bình hành. Bởi vì nó bảo toàn sự sống sống của các cạnh đối. Dùng một tí nhé để các em tưởng tượng hình không gian cho tốt. Các em thấy SA nó vuông góc với đáy, cho nên trong quá trình thì xoay các em thấy cái SA bao giờ nó cũng thế nào nhỉ, nó cũng song song với lấy giấy được em. Thôi thầy để vị trí đó để thầy cùng các em đi tìm ý thứ hai. Bây giờ tính góc giữa SD và BC. SD, SD nằm đâu? Đây. BC nằm đâu? Thấy các em này. Thì giống như khi nãy các em, nó bình đẳng đúng không? Nó bình đẳng. Góc giữa SD và BC thì các em thấy là BC thì nó song song với AD, nó có sẵn trong hình thôi, chỗ này chúng ta đâu có vẽ thêm gì đâu. Nó có sẵn rồi. À, thì chúng ta xác định góc đó. Góc giữa BC này. À, BC đây này. Và AD này. Thì nó nhầm. SD này. Mà trong cái đó AD thì song song với BC rồi. À, cho nên là góc giữa SD và BC chính là góc giữa SD và AD. Nhưng mà cái góc SDA cũng là góc nhọn đúng không em? À, góc nhọn. À, thì góc đó chính là góc SDA đấy. Bây giờ góc này có cần tính như lúc này các em nhỉ? Theo các em có cần tính như lúc này không? Thì bây giờ thầy trả lời cái câu cuối cùng cho nó xong này. Về góc giữa SB và CD bằng 60 độ. Mình chưa trả lời, mình trả lời. Bây giờ mình sang ý tiếp các em. Xác định góc giữa SD và BC. SD BC. Thì ta lập luận tiếp. Ta có CB thì song song với AD.
Cho nên góc giữa SD và BC thì bằng góc giữa SD và AD, và chính là bằng góc SDA. Góc này là góc nhọn cho tam giác SDA vuông tại A. Bây giờ chúng ta có cần tính như lúc này không? Các em để ý hai cái tam giác này, SAB và SAD đều là tam giác vuông. Có cạnh này bằng A, cạnh này cũng bằng A, là cho đẩy hình thoi. Hình thoi có các cạnh bằng nhau. Rồi cùng chung chiều cao nữa thì hai tam giác bằng nhau với hai cái góc này bằng nhau. Góc SDA bằng góc SBA. Chúng ta không tính lại mà chúng ta chứng minh tam giác bằng nhau thôi. Tính góc SDA thì ta có tam giác SAB và tam giác SAD bằng nhau, là vì hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. Cho nên suy ra là hai cái góc là SDA thì bằng SBA và đều bằng 60 độ. Vậy ta kết luận góc một tí. Về góc giữa SD và BC là bằng 60 độ. Vậy chúng ta kết thúc. Vậy thì các em lưu ý cho thêm một cái điều này. Muốn tính góc giữa hai đường thẳng, trước hết các em phải xác định góc giữa hai đường thẳng này. Các em có thể dựa vào hình để các em xác định nó đã có sẵn ở trong hình rồi, hoặc là có thể lấy một điểm để chúng ta vẽ thêm, đó là tùy từng bài. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái cách xác định góc, sau đó chúng ta mới đi tính được. Khi tính góc là chúng ta tính góc dựa vào tam giác, chứ chúng ta tính góc chúng ta không dựa vào các cái kiến thức khác, đúng không? Nhớ cho thầy là dựa vào tam giác thôi nhé. Chúng ta không dựa vào hình bình hành, không dựa vào hình thói, không dựa vào hình gì hết đó. Mà chúng ta cứ nhớ dựa vào tam giác để chúng ta tính. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều gì đó để chúng ta tính. Vì tất cả các hình tính toán đều đưa về tam giác các em. Cho nên chúng ta chỉ dựa vào tam giác thôi. Các em lưu ý thầy thì trong tam giác thì chúng ta tính góc thì chúng ta có thể xét tam giác vuông, đúng không? Rồi chúng ta có thể tính thông qua định lý cosin các em, hoặc là định lý sin, đó là thì các em làm. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì trong một cái tính chất thừa nhận thì người ta đã nói rồi, các tính chất của hình học phẳng trên một mặt phẳng thì nó cũng đều đúng trong không gian, cho nên là chúng ta vận dụng cái tính chất đó để chúng ta giải các cái bề tập của hình học gian trong tính toán. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Cho tứ diện đều ABCD chứng minh rằng AB vuông góc với CD. Cái câu này hay đây này. Tứ diện đều thì các em biết tứ diện đều là tứ diện mà có 6 cạnh bằng nhau, tức là mặt nào cũng là tam giác đều và những cái tam giác đều đó bằng nhau. Thì cách vẽ thì thầy sẽ hướng dẫn các em cách vẽ nhé. Còn tại sao vẽ như thế này thì hôm sau học cái quan hệ vuông góc nhiều hơn một chút thì thầy sẽ hướng dẫn các em tại sao vẽ như thế này. Đầu tiên các em vẽ cho thầy một tam giác đều. Tam giác đều thì các em lưu ý tam giác đều này, tam giác vuông này, tam giác vuông cân này, tam giác cân này, và tam giác thường thì các em đều vẽ là tam giác thường. Tuy nhiên trong hình của thầy vẽ thì cái tam giác này vẫn là tam giác đều, các em thấy không? Thầy không thấy tam giác đều không? Đúng thực sự. Nhưng mà khi thầy nghiêng lại để vẽ hình biểu diễn thì cái tam giác này không còn đều nữa, các em thấy. Ba cạnh này đâu có bằng nhau đâu. Các em biết khi nào ba cạnh này nó bằng nhau các em? Khi ba cạnh này là ba cái đoạn thẳng nằm trên các đường thẳng song song cùng nhau thì nó mới bằng nhau. Còn nó nằm trên những đường thẳng cắt nhau thì trong phép chiếu song song không bảo toàn cái sự bằng nhau đó. Tiếp tục các em làm như sau. Các em lấy trung điểm M của BC và cái điểm này là trung điểm của CD. Rồi các em vẽ đường trung tuyến. Hai đường trung tuyến này nó cắt nhau tại điểm này các em. Từ đây các em vẽ một đường song song với lề giấy, vẽ lên. Đó, song song lề giấy. Các em lấy điểm A thấp cao thì là tùy các em nha. Đây là tùy các em. Các em muốn lấy thấp cao thì cũng được cả. Thì sau đó các em nối lại là các em được hình chóp tam giác. Hình chóp tam giác này người ta gọi là hình chóp tam giác đều đấy các em này. Hoặc có thể nói là hình tứ diện đều chúng ta cũng vẽ như thế này. Nhưng mà tứ diện đều thì các em nhớ là tất cả những cạnh bằng nhau này. AB bằng AC này, bằng AD này, bằng BD này, bằng BC này, bằng CD. Thì nghiêng hình lại để các em quan sát này. Như vậy khi anh này các em vẽ tam giác đều
mà các em vẽ đường trung tuyến thì chính là đường cao phần các em, đúng không? Chính đường cao cho nên vẽ có vuông vào đây này. Các em thấy nó đâu có vuông đúng không? Nhưng mà nhìn trên xuống các em thấy nó vuông này, đó, các em nhìn thấy vuông không? Nhưng để nghiêng lại góc vuông nó không bảo toàn, à, vì trong phép chiếu song song, góc vuông và độ lớn cả góc nói chung là không bảo toàn. Các em nhớ thấy điều đó. Rồi, bây giờ thầy nổi thêm AM vào. Bây giờ chứng minh rằng là AB nó vuông góc với CD. Mà nếu AB chứng minh vuông góc được CD thì các em sẽ suy ra là BC nó cũng vuông góc với AD. Rồi tiếp tục là BD nó cũng vuông góc với AC. Đó, như vậy thì các em thấy rằng là nếu chúng ta chứng minh xong cái điều thứ nhất ở trong cái bài toán, tức là AB vuông góc với CD, thì những cái cạnh đối còn lại nó cũng tương tự vuông góc như thế. Đó. Những cặp cạnh đối còn lại nó cũng vuông góc như thế. Trong hợp này vuông góc là chéo nhau phải không em? Rồi. Thì bây giờ chúng ta đi chứng minh là AB vuông góc với CD. À, thì bây giờ làm như thế nào? AB vuông góc với CD thì làm như thế nào? Muốn chứng minh AB vuông góc với CD thì chúng ta phải làm gì các em? Chúng ta phải đi dừng một cái góc xuất phát từ một điểm mà lại có hai cạnh của góc, tức hai đường thẳng đó lần lượt song song với hai đường thầy tô màu. Thì các em có thể chọn cái điểm đó là điểm nào trên cái cạnh AC cũng được, à, hoặc là trên cạnh AD cũng được các em. Nhưng mà các em nên chọn cái điểm nào, chọn trung điểm, để vì chúng ta sẽ sử dụng tính chất đường trung bình thì chúng ta tính toán nó thuận lợi hơn thôi, chứ chọn điểm nào cũng được. Thì bây giờ thầy gọi N là trung điểm của AC. Thì tại sao thầy chọn N là trung điểm AC? Là bởi vì từ N thì kẻ một đường song song với BC được, đó, vì nó nằm trong tam giác ABC. Tại sao thầy chọn N là cái điểm nằm trên AC? Là bởi vì từ N thầy sẽ vẽ đường thẳng song song với CD được, cho nên thầy sẽ vẽ từ N hai cái đường thẳng song song với BC và AD đâu cả. Các em lấy trên AD cũng được. Còn các em lấy trên AB cũng được đấy. Lấy trên AB là nó vẽ cái đường nó nằm ngoài cái tự nhiên này thì nó làm nó rắc rối. Cũng đều làm được cả nhưng rắc rối. Thì bây giờ thầy làm như sau. Thầy đi vẽ. Thầy lấy điểm N, thầy lấy điểm P này là trung điểm của AD này để thầy có tính chất đường trung bình được không? Bây giờ thầy nối. Thầy nối gì? N với P và N với M. Thì nếu nối N với M thì thầy được đường này song song với đường này đúng không? À, mình nếu thầy vẽ đường trung bình nằm ngang thì có cái đường này nó song song với BC. À, như vậy là chúng ta đang còn xác định góc giữa AB và CD, thì chúng ta vẽ NP song song với CD. À, và chúng ta vẽ NM song song với AB. Như vậy thì các em thấy là thầy lấy N này là trung điểm này. AC này, M là trung điểm của BC này, thì M N là đường trung bình cho nên nó song song này. Thấy chưa? Song song. Rồi tiếp tục. À, chúng ta có N là trung điểm của AC cho ta lấy. P thì cũng lấy trung điểm cho nên đường NP là đường trung bình của cái tam giác CD cho nên nó song song với CD. Vậy thì từ đây các em thấy là góc giữa hai cái đường AB và CD là góc nào các em? Là góc giữa hai đường này các em này. MN và NP đấy các em này. Này góc giữa hai đường đó. Bây giờ người ta nói chứng minh là AB vuông góc với CD. Thì các em đi chứng minh điều gì các em nhỉ? Chứng minh là NP vuông góc với NM. Đúng không? Bây giờ tính góc đó bằng một vuông thì chúng ta phải nối thêm một cái cạnh nữa. Đó là MP để chúng ta xét tam giác, chứ không còn con đường nào khác. À, bây giờ thầy cho hình em quan sát cái đó. À, thầy cho hình em quan sát. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống này. Đây là tam giác đều được em này. Đó, đây là chúng ta nhìn trên nhìn xuống hình thật này. Còn hình biểu diễn là chúng ta vẽ như hình vẽ
ta để vị trí nào cũng được. Rồi bây giờ chúng ta đặt vấn đề là tính cái góc MNP này bằng 90 độ bằng cách nào đây. Thì bây giờ các em suy nghĩ của thầy tí nhá. Bây giờ thì hỏi là nếu một tam giác mà biết được ba cạnh thì chắc chắn các em sử dụng định lý cosin là các em tính được đúng không? Thì bây giờ thầy hỏi các em bài này chưa cho cạnh thì bây giờ các em phải đặt cạnh đúng không? Đặt cạnh, chẳng hạn để đặt cái cạnh này bằng A đi. Tất cả các cạnh đều bằng nhau cả, đều bằng A hết á. Thì có cạnh bằng A. Như vậy có 6 cạnh đều bằng A các em. Thế thì NP bằng bao nhiêu? NP bằng bao nhiêu các em? NP là đường trung bình cho nên bằng CD trên 2 là bằng A trên 2 nè. MN cũng bằng mấy? Cũng bằng A trên 2. Tính chất đường trung bình thì bằng nửa cạnh song song với nó. Có độ dài bằng nửa cạnh song song với nó. Bây giờ chỉ còn cái MP tính bằng cạnh nào? Kém hình dung MP tính bằng cạnh nào đó. Em thấy trong hình chưa? Thấy này. Tam giác này là tam giác gì các em? Tam giác AMD là tam giác gì các em? Tam giác AMD. AM này là đường cao của tam giác đều ABC hay là đường trung tuyến cũng được. Rồi DM cũng là đường gì? Cũng là đường cao của tam giác đều hay đường trung tuyến cũng được. Thế thì hai tam giác đều là ABC và DBC nó bằng nhau cho nên hai cạnh này thế nào các em? Hai cạnh này bằng nhau đúng không? Hai cạnh bằng nhau. Hai cạnh này bằng nhau mà P thì lại là trung điểm. Thì các em suy ra cái MP có quan hệ gì với AD các em? Tam giác cân. Mà chúng ta nối đỉnh với trung điểm cạnh đáy thì cái đường N MP này là phải vuông góc với AD đúng không? Hay nói cái khác thế này cũng được này. Ta có MA này bằng MD này, rồi chúng ta cũng có PA này bằng PD. Thì theo tính chất của đường trung tuyến thì ta có MP vuông góc với AD. Thế đằng nào cũng được cả. Chứng minh tam giác cân nối trung điểm cạnh đáy với đỉnh cũng là vuông góc. Mà lập luận tính chất đường trung trực thì nó cũng vuông góc. Như vậy là nó vuông góc rồi các em này. Nó thể phải có vuông. Mà nếu MP mà vuông góc với AD thì các em có tính được MP không? Tính được không em? AD này bằng A thì PD này bằng A trên 2. Đúng nào? Đã được chưa nào? Rồi nào. Cái đường cao của tam giác đều các em này, bằng cạnh A nhân với căn bậc 2 của 3 trên 2. Như vậy là cạnh này mình có, cạnh PD mình có. Thì mình áp dụng định lý Pythagore mình tính PM. Có PM, có NP P và có MN. Người ta nói để chứng minh tam giác này vuông tại N. Chứng minh tam giác vuông tại N. Thầy vẽ vuông tí để chúng ta quan sát nha. Đây, chứng minh góc nó vuông được em này. Chứng minh góc đó vuông. Cho nó vào đây. Khi chúng ta tính được ba cạnh thì chúng ta nên dùng bình phương của cạnh thử NP cộng với bình phương của cạnh NM. Mà bằng bình phương của cạnh MP thì theo định lý đạo của định lý Pythagore thì tam giác này vuông tại N. Thì bây giờ chúng ta đi tính. Xác định góc giữa AB và CD. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của BC này, CA này và của AB này và AD. Gọi cạnh tự diện bằng A thì ta có MN nó song song với AB và ta có NP này nó song song với CD. Chúng ta nói nhanh vậy thôi.
từ đó góc giữa AB và CD thì bằng góc giữa hai đường thẳng MN, NP. Bây giờ chúng ta chứng minh cái góc giữa NM và NP bằng 90 độ thì chúng ta đi chứng minh cái góc là MNP bằng 90 độ luôn. Trước hết ta có cái tam giác AMD, tam giác A này, MD này, thầy tính cạnh như trước em này. AMD là tam giác cân vì MA bằng MD. Cho P là trung điểm của AD, cho nên chúng ta suy ra là MP nó vuông góc với cạnh AD này. Suy ra tam giác MPD, tam giác này em này, tam giác MPD là tam giác thầy đánh dấu ba đỉnh, là tam giác vuông tại P, như thầy đã đánh dấu đây, nó là vuông tại P, vuông tại P đây em này, vuông tại P đấy. Ta có MP bình, MP bình này thì bằng MD bình mà trừ cho PD bình, định lý Pythagore đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thay vào, nhớ là đường cao của một tam giác đều cạnh A thì bằng cạnh nhân với căn bậc 2 của 3 trên 2, cho nên MD bằng A nhân căn bậc 2 của 3 trên 2, bình phương lên, trừ cho PD, PD là bằng nửa cạnh A, trừ cho A bình, A trên 2 tất cả bình phương. Bình phương nó lên thì mẫu bằng 4, ở tử thứ nhất là 3 bình, mà trừ cho A bình thì còn lại 2 bình trên 4, 2 bình trên 4 các em khai căn ra thì các em được cái gì các em? Được. À thì chỗ này chúng ta khai, chúng ta không khai căn. Chúng ta để yên như vậy thì chúng ta được 2A bình trên 4. Chúng ta không khai căn các em nha. Không khai căn, khai căn nó chậm lên một bước đấy. Thì bây giờ thầy sẽ cái tam giác MNP. Tiếp này MNP là tam giác này này. À. Thì ta có. Bây giờ thầy tính MN bình phương cộng NP bình phương thì mỗi cạnh đều bằng nhau và bằng gì, bao nhiêu các em? Thì bằng là A trên 2 đúng không nào? Cho nên khi bình phương lên thì chúng ta được là như vậy là thầy viết lại một lần rồi, thừa rồi. Nó bằng là A trên 2 tới cạnh phương cộng A trên 2 tới cạnh phương, mẫu là 4, tự đều A bình cả, như vậy là cộng lại chúng ta được là gì các em? Cộng lại chúng ta được là 2A bình trên 4. Các em nhìn trên này này, các em nhìn trên này thấy thế nào này? Bằng nhau đúng không? Vậy thì MN bình phương cộng NP bình phương sẽ bằng MP bình phương. Nó bằng nhau bằng MP bình phương. Vậy ta có MN bình phương này cộng NP bình phương thì bằng MP bình phương này. Tổng các bình phương hai cạnh này này các em này. Mà bằng bình phương cạnh thứ ba thì theo định lý đạo của định lý Pythagore thì tam giác này là tam giác vuông tại N. Suy ra tam giác MNP vuông tại N, mà vuông tại N tức là chúng ta đã chứng minh xong rồi đó. Từ đó suy ra góc MNP bằng 90 độ. Giống như thầy đặt vấn đề đấy các em này. Thầy chứng minh xong. Kết thúc chứng minh nha các em. Như vậy thì bài này các em lưu ý cho thầy, trong một tự nhiên đều thì các cạnh đối nó vuông góc với nhau. Cái này các em nên nhớ bài này để các em vận dụng làm những bài khác. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 3. Bài số 3 cho hình chóp SABC có SA bằng SB bằng SC bằng A. Chà, có ba góc là BSA bằng góc CSA bằng 60 độ và góc BSC bằng 90 độ. Thì cái bài này vẽ hình nhỉ? Hơi rườm rà một tí các em. Cho EG lần lượt là trung điểm của SA và BC, chứng minh rằng EG vuông góc SA và EG vuông góc BC. Thôi bây giờ mình vẽ trước cái đó. Đấy, chúng ta vẽ một tam giác thường thôi các em. Thầy vẽ tam giác ABC đây các em.
cảm thấy hơi khó chịu cái trong hình vẽ của thầy đúng không? Em vẽ thế nào cũng được, còn đây thầy vẽ trên cái phần mềm của thầy, cho nên là thầy phải vẽ như vậy để cho nó đúng với hình luôn. Bây giờ chúng ta lấy một điểm S, à, điểm S lấy vị trí đó đó. Bây giờ chúng ta nối cả cái cạnh lại. Nhớ cây là cạnh A bằng S, B bằng S, C các em. Sau này các em sẽ biết cái một cái điều là cái đường vuông góc vẽ từ S nó nằm ở đâu, nhưng mà bây giờ mình chưa biết, đúng không nào? Hôm sau chúng ta sẽ xác định hình chiếu của điểm S này trên cái mặt phẳng ABC là điểm nào. Còn bây giờ chúng ta chưa cần đến điều đó. Rồi bây giờ chúng ta nên làm điều gì nữa? Nên làm điều đó là chúng ta điền góc vuông vào để phân biệt. Điền góc vuông vào. À, như vậy là trong hình này các em lưu ý cho thầy nha. Lưu ý cho thầy này. Các cạnh bên này nó bằng nhau này. Đó, thầy đánh dấu bằng nhau nữa. SA bằng SB bằng SC nữa. Cái góc BSC này bằng 90 độ. Còn cái góc còn lại mà chúng định S, tức là góc ASB, thì bằng góc ASC bằng 60 độ. Nhưng cái góc này thì các em vẽ vào một tí. Còn thầy thì thầy không vẽ vào bởi vì nó nhiều cái ký hiệu quá. Rồi bây giờ chúng ta lấy EZ là trung điểm. EZ là trung điểm. E là trung điểm của SA, mà G là trung điểm của BC, thì chắc chắn chúng ta phải nối bị nối EZ lại, đúng không? Chắc chắn nối EZ. Bây giờ chứng minh thế này các em này, EZ nó vuông góc với SA, à, hay thế đó. EZ vuông góc với BC. Họ chứng minh EZ vuông góc đó. Thì bây giờ thầy chưa cho hình như các em để các em quan sát. Tí nữa là thầy sẽ cho hình. Thì bây giờ muốn chứng minh EZ mà vuông góc với SA thì chúng ta phải chứng tỏ EA GA bằng GS. Ta phải chứng tỏ GA bằng GS. Ta có EA bằng ES thì EZ là đường trung trực của đoạn thẳng AS, cho nên nó vuông góc. À, suy nghĩ như vậy đúng không? Để chúng ta tìm. Thì bây giờ chúng ta khai thác cái giả thiết một tí cái đã. Để làm được điều đó thì phải khai thác giả thiết. Thứ nhất là cái tam giác AB này cho vuông thầy A. Để làm gì? Mà có hai cạnh bên bằng nhau nữa thì tam giác này vuông cân. Đúng nào? Mà hai tam giác mà tam giác này vuông cân thì cái cạnh BC tính được em. BC tính được. Trong một tam giác vuông cân thì cái cạnh huyền của nó thì bằng cạnh nhân cân bậc 2 của 2. Tức là BC này bằng A căn 2 các em này. Thì các em nhớ cái đường trong tam giác vuông bất kỳ các em, cái đường trung tuyến của tam giác vuông mà vẽ từ đỉnh góc vuông thì bao giờ cũng bằng nửa cạnh huyền. Là vì sao? Chúng ta nhớ lại là vì trung điểm cạnh huyền chỉ là tấm của cái đường tròn ngoài tiếp tam giác đó, cho nên nó cách đều ba đỉnh BC và S. Đó là thầy nhắc lại để các em nhớ. Thì bây giờ thầy để chứng minh ý thứ nhất thì thầy phải vẽ IB. À, thầy vẽ là GS và GA. Thầy vẽ GS và GA. Bây giờ chúng ta khai thác giả thiết nha. Thứ nhất xong rồi nha. Thứ hai là cái tam giác S AB là tam giác cân mà có góc ở đỉnh S là 60 độ các em. Thì tam giác S AB là tam giác đều. Như vậy ba cạnh này bằng nhau các em. Các em có điều gì các em nhé? Cái góc CSA bằng 60 độ, hai cạnh bên này bằng nhau, mà góc ở đỉnh 60 độ, tam giác cân có góc ở đỉnh 60 độ thì tam giác đều. Với hai cái tam giác thầy tô màu này các em này, là hai tam giác đều bằng nhau và có cạnh bằng A. Hai tam giác đều và bằng nhau đều có cạnh bằng A. Thì bây giờ các em để ý tiếp. Thầy đang còn đi chứng minh là AR bằng AS, AR bằng GS. Bây giờ chúng ta
tìm cách nào đó để chúng ta chứng minh Ari bằng gen. Nếu chúng ta chứng minh tam giác BAC là tam giác vuông thể A thì chắc chắn Ari sẽ bằng một nửa của BC, một nửa của BC thì là bằng gen. Thì muốn làm được điều đó thì các em phải làm sao? Các em phải tính AB bình cộng với BC bình xem thử có bằng. Thầy nói lộn, AB bình cộng với AC bình xem thử nó có bằng BC bình không. Nếu nó bằng thì cái tam giác này là tam giác vuông thể A. Mà vuông thể A thì có cạnh này và cạnh này, nó thế nào các em? Bằng nhau vì bằng một nửa của BC. Vậy thì hai cạnh này bằng nhau mà có Y là trung điểm, IA bằng IA, thì chúng ta sẽ suy ra YG là đường trung trực của AS, tức là YG vuông góc với AS chúng ta kết thúc. Thì bây giờ chúng ta trình bày một tí các em nha. Phần này xong người này. Ta có tam giác S, BC là vuông gần thể S, cái tam giác trước này các em. Cho nên suy ra BC sẽ bằng cạnh mà nhân với căn bậc 2 của 2. Từ đó suy ra SG bằng một nửa thôi, bằng A căn 2 trên 2. Rồi, được. Tiếp đó thì chúng ta có cái tam giác SAB là tam giác bên các em này. Làm một tam giác cân tại S là vì có SI bằng SA bằng SB và có góc ASB là bằng 60 độ. Một tam giác cân có góc của đỉnh 60 độ thì tam giác này là tam giác đều. Mà tam giác đều thì chúng ta suy ra được là AB này nó cũng bằng A. Thì tương tự như vậy, chúng ta nói tiếp cái tam giác đằng sau SAC là một tam giác cân tại S cũng có góc ASC bằng 60 độ. Cho nên tam giác AC là tam giác đều. Mà tam giác đều thì chúng ta cũng suy ra cạnh AC là bằng A. Tính A đi làm gì? Để chúng ta đi tính tổng bình phương hai cạnh này có bằng cạnh BC bình phương không? Cái mục đích như vậy. Vì ta có AB bình mà cộng với AC bình thì bằng A bình, còn A bình là bằng 2A bình phải không? 2A bình nhé. A bình. Mà 2A bình thì bằng một cái số bình phương rất là đẹp liên quan đến số này các em. Là bằng A căn 2 tất cả bình phương. Các thấy đúng không? Bằng A căn 2 tất cả bình phương. Bình phương lên là A bình phương này ta có này. Căn 2 bình phương là được 2 này. Mà A căn 2 bình phương lên có phải bằng BC bình phương các em? Thế này. Bằng BC bình phương. Vậy thì ta có điều gì các em? Trong cái tam giác là ABC mà tổng các bình phương của hai cạnh AB và AC mà bằng bình phương cạnh thứ ba thì tam giác này là tam giác vuông tại A. Đúng không? Tam giác vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A thì chúng ta thấy YG là trung điểm của cạnh huyên thì AG bằng nửa cạnh huyên, SG cũng bằng nửa cạnh huyên BC cho nên chúng bằng nhau. Chỗ này các em trình bày nhiều cách lắm. Thầy biết là AG sẽ bằng nửa cạnh huyên là BC sẽ bằng là A căn 2 trên 2 đó. Vậy thì tôi có này GA bằng GS này, có IA bằng IS, ta có GA bằng GS và IA bằng IS. Thầy biết nhầm các em. GA bằng GS, IA bằng IS. Cho nên từ đây chúng ta sẽ suy ra là YG là đường trung trực của đoạn thẳng AS. Đường trực đoạn thẳng AS thì nó vuông góc. YG vuông góc với SA tại điểm Y luôn. Rồi, bây giờ chứng minh nha. YG vuông góc với BC thì các em làm như vậy. Làm như vậy có nghĩa là sao các em? Các em phải vẽ thêm cái này này. Đó. Bây giờ thì xoay hình cho các em quan sát nha. Xoay cho các em quan sát tiếp. Hình nguyên bản của nó như vậy đó các em. Chúng ta để vị trí đó chúng ta làm cũng được sao hết.
Em thấy cái vẽ hình hơi khó chịu một tí đúng không? Các em vẽ thì các em lưu ý thấy trong hình này rất đặc biệt. Sau này các em sẽ biết là cái SG này nó vuông góc với cái mặt phẳng ABC. Cho nên là ta vẽ giống như khi này vẽ hình hình tứ nhân đều á, của bài số 2 cả. Cái đường này phải song song với lề giấy cả. Các em nhớ cái vẽ cái đường này nha, cái đường này quan trọng lắm. Đường này mà các em vẽ xiên là các em nhìn rất là khó không giải được. Mà đường này các em vẽ thẳng như thế này thì các em sẽ giải rất là dễ. Như vậy là bây giờ chúng ta trình bày tiếp. Cách làm cũng tương tự như vậy thôi. Ý tiếp theo là vì này. Thầy nói này, vì BI này, này bằng CI là vì sao các em? Vì là đường cao của hai tam giác đều bằng nhau đúng không? Đường cao hai tam giác đều bằng nhau thì hai đường cao này bằng nhau. Và từ chúng ta cũng có là GB bằng GC. Như vậy là điểm I và điểm G cách đều BC thì IG là đường trung trực. Và GB bằng GC. Cho nên IG là đường trung trực của đoạn thẳng BC thì nó vuông góc. Chúng ta kết thúc chứng minh IG vuông góc BC. Ta xoay hình một lần nữa để chúng ta quan sát từ trên ở dưới một chút các em. Các em quan sát từ trên dưới này. Các thầy tam giác ABC nó vuông tại A thấy không? Và tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A luôn này. Chỗ này thầy vẽ vài nét thôi các em. Nét đầy đủ đó. Như vậy là thầy đã sửa chống cho các em ba với cái bài tập xác định góc rất cơ bản và chứng minh quan hệ vuông góc giữa đường và đường trong không gian. Mặc dù những cái đường đó chéo nhau nhưng chúng ta chứng minh đều thông qua cái gì các em? Đều thông qua thứ nhất là đường cao, thứ hai là đường trung trực, đúng không? Và thứ ba là sử dụng định lý đạo của định lý Pythagore. Đây là những kiến thức cơ bản mà các em có thể nắm được. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục sửa cái phần bài tập cuối là ba bài còn lại. Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi bài dạy của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.